Hãy nút cấp xin chào tất cả các bạn nha. Đó, trước mặt mình đây là cổng cấp treo, đường vào cấp treo lên nút cấm đó bạn. Đó, các bạn ghé phải vào 200m thì tới quầy vé mua vé để lên cấp treo lên đỉnh nút cấm. Tuyến đường này là tuyến đường 948 các bạn. Thì hướng hãy nút cấm đang chạy là từ chùa Bà Châu Đốc núi Sam vào khu vực Đông Dương nút cấm á. Thì từ cổng cấp treo tới cái cổng khu lịch Đông Dương nút cấm thì khoảng 500m. Thì các bạn chạy theo chân hải nút cấm chạy một đoạn đó thì giờ mới tao phải đó. Thì thấy cổng Long Biên nút cấm thì ghé vào. Đó, thì vào trong Long Biên nút cấm thì có hai phương tiện để các bạn đi, một là đi xe Honda ôm lên, hai là lữ hành, ba nữa là đường đi bộ. Bạn lội theo đường suối Thanh Long ha, dẫn lên tới chùa Phật lớn được. Mà đi thay đi đường bộ thì các bạn có thể ghé suối Thanh Long tắm suối được. Cái con suối Thanh Long nói chung cũng khá lý tưởng, khá đẹp á. Mùa thì này thì nước rất nhiều đó. Đã đến cổng Long Biên nước cấm các bạn thấy không đó, rẽ phải theo chân hãy nước cấm chạy vào nha. Thì vào trong đây thì có cái trạm kiểm soát á, thì mấy anh bảo vệ sẽ chặn các bạn lại và mua vé một người 20.000 để lên núi nha. Còn như hãy nước cấm thì dân địa phương thì các bảo vệ ở đây biết mặt rồi, cứ chạy ngang nhiên chạy vô nha. Đó, hai anh bảo vệ ngồi đó. Nếu là các bạn là anh sẽ chặn lại và rồi các bạn phải mua vé đó, người 20.000 lên núi. Và theo chân mình tiếp tục lên đó các bạn. Lúc này hãy nút cấm quay thì là qua lễ 29 rồi, nói chung cái lượng khách giảm rất là nhiều. Thỉnh thoảng cũng có khách lại ra thôi các bạn, lâu lâu cũng có đoàn về, chứ không đông bằng những ngày lễ thứ bảy chủ nhật hoặc là gầm mấy gầm lớn đó. Thì tới đây là bên tay trái của hãng nút cấm là bến xe lữ hành đó. Các bạn muốn đi lữ hành thì đó, bên tay trái đây bạn. Các bạn đi lữ hành thì vào đó mua vé đăng lên nha. Còn các bạn đi xe Honda ôm thì cứ chạy thẳng vô trong nữa, có cái bến xe có Honda ôm. Đây là khu vực bà con ở mua bán các bạn đó. Đó các bạn chạy thẳng ngoài đi vô ta trong đây đó. Bên đây bên tay phải mình là mấy cái dựa măng các bạn. Mùa này mùa là mùa măng á, gỗ cho nên cái lượng măng trên núi xuống rất là nhiều đó. Những dựa đó sẽ thu mua lại và cho xe tải chở đi các nơi khác các bạn. Đó, các bạn thấy không, đường nói chung là qua lễ thì lúc này lượng khách rất là vắng ha, xe gộ rất là thư thớt đó. Nhìn thẳng phía trước là nút cấm các bạn. Đây, tới đây là bên tay trái của hãng nút cấm là bến xe Honda ôm các bạn đó. Các bạn có đi sơm thì có thể là nằm vào hướng bên tay trái là có bến xe Nghiệp Đoàn Honda ôm á, các bạn vào đó sẽ mang sơm sẽ đưa các bạn lên đỉnh núi nha. Rồi tiếp tục theo chân mình nha. Thì con đường này rất là quen thuộc đó, với bà con đã từng đến nút cấm rồi. Còn bà con nào chưa đến thì cũng có thể xem cho biết nha, sau này có đến nút cấm cũng cái cách đi lên núi cho dễ dàng. Đây, tới đây là khu vực trung tâm của chùa Phật lớn các bạn. Đó, các bạn nào đến nút cấm thì khu vực này rất là quen thuộc nha. Ở đây gồm hội tụ ba cái điểm chùa. Trung tâm của chùa Phật lớn các bạn. Đó, hôm nay cảnh gỗ thì hãy nút cấm đi quay cho các bạn xem ha. Còn cảnh qua lễ hãy chính thì lượng khách nói chung cũng hơi vắng nha. Đó, còn khu vực phía trên đó là nhà nghỉ quán ăn các bạn, cơm bánh xèo cà phê đó. Các bạn đến đây thì có thể có nhu cầu ăn uống thì ghé các quán đó nha. Ở phía dưới là cái lồng hồ thủy điện. Chung bữa nay sẵn đi công chuyện thì không có mang cái cây cầm thế các bạn.
cầm tay quay cho nên hình ảnh nó không nó hơi rung chút đỉnh nha, các bạn thông cảm nha. Đây là con bán lọc cá phóng sinh nè. Đây dịch cầu đỏ nha. Đây là cầu rất quen thuộc tới với bà con đã đến khu vực chuồng lớn như đây bạn. Bà con nào đã từng đến đây thì nhìn cây cầu này rất là quen thuộc nha. Đó, phía đó là chuồng Phật lớn đó. Đây là hồ Thủy Liêm, đó là tháp Xá Lợi nha bạn. Bên kia là Đức Phật Di Lạc. Và hoàn cảnh lên xung quanh đồng hồ. Đây còn khu vực đây là cái khu vực kiosk bánh xèo, đồ lưu niệm đồ đó. Trên tấm xe các bạn đi xuống này thì hướng đó nha. Ở đây hướng này quay lên đó là cái đường lộ xe đó. Quá ăn nhà nghỉ là nằm phía trên đó bạn. Trung lượng khách cũng hơi vắng. Trên đây thì nói chung hãng nước cấm những ngày nào khách rảnh rỗi thì hãng nước cấm đi quay gửi đến quý anh chị xem cho vui nha. Còn những ngày lễ đông khách thì hãng nước cấm ở nhà lo mua bán. Và các bạn xem nè, à, thấy mình đứng đây nó tưởng là mình cho nó ăn nó bu lại quá trời luôn nè. Ôi ôi nhiều. Ồ quá. Có một anh đó sao mà chết nằm phơi bụng luôn à. Cái hướng này là hướng chùa Văn Linh đó bạn, để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó. Văn Linh hướng lên đó. Đó. Còn hướng đây là Phật Di Lạc. Nói chung mình đi công chuyện về cũng khoảng dịp rồi ghé đây rồi quay cho bạn chút xíu xem nha, chứ mình không có thời gian nhiều nên đi qua vòng vòng các bạn xem. Đây khu vực quan cảnh một chục vật lớn. Thôi video cũng đã dài rồi, hãy nó cấm xin kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Các bạn có thích kênh hãy cấm thì nhớ đăng ký ủng hộ hãy nó cấm nha. Bạn có nhu cầu đến nước cấm hay gì đó thì cứ comment để nước cấm biết, hoặc là có cần giúp đỡ gì gì đó khi đến nước cấm thì có thể liên hệ hãy nước cấm nha. Một lần nữa hãy nước cấm xin thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.